Ở trong ngày hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về lai dai rắn và các loại lai dai rắn. Ở trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lai dai khí và đặc điểm chung của các loại lai dai khí, cụ thể từng loại là lai dai khí. Đặc điểm chung của lai dai khí, đặc điểm chung của loại lai dai khí là môi trường hoạt chất là khí trung hòa, có thể là plasma, khí phóng điện. Mật độ đảo lộn được thành lập trên các mức kích thích của các nguyên tử ion hay các phần tử cô lập. Độ rộng vạch, phổ hẹp. Lai dai khí có chùm bức xạ định hướng cao và độ đơn sắc lớn. Máy phát lai dai khí có kích thước lớn hơn. Lai dai heon neon. Lai dai heon neon là loại lai dai khí phổ biến nhất. Đấy. Người ta sẽ sử dụng cái phương pháp bơm chính là cái sự va chạm đàn hồi loại 2 cộng hưởng. Định nghĩa là sự va chạm trong đó thế năng của hạt đang ở trạng thái kích thích sẽ chuyển cho hạt khác dưới dạng động năng hoặc là dưới dạng thế năng. Ví dụ một chất A nó sẽ va chạm vào chất B và sinh ra chất A sao và cộng với chất B, và nó sẽ giải phóng ra một cái năng lượng là delta E. Lai dai heon neon nó hoạt động dựa trên cơ sở truyền năng lượng kích thích cộng hưởng giữa nguyên tử heli và neon. Khi có một chùm tia điện tử được gia tốc va chạm với nguyên tử heli thì nhờ cái sự va chạm trực tiếp này mà các nguyên tử heli ở trạng thái cơ bản được kích thích sẽ chuyển lên trạng thái siêu bền. Khi các nguyên tử heli được kích thích này va chạm trực tiếp với neon thì nó sẽ truyền năng lượng kích thích để đưa nguyên tử neon từ mức cơ bản lên mức trạng thái cao hơn. Do trạng thái siêu bền của heli rất gần với năng lượng của neon, hiện tượng truyền cộng hưởng năng lượng kích thích sang neon. Như vậy thì heli nó chỉ đóng vai trò là chất đệm truyền năng lượng kích thích cho neon. Quá trình này gọi là quá trình nghịch đảo mật độ cư trú. Đấy. Và cái duy trì bơm điện sẽ xảy ra hiện tượng là nghịch đảo mật độ cư trú giữa các mức 5S, 4S với 4B và 3B của neon. Các nguyên tử neon ở trạng thái 3B do va chạm với thành bình và nó xảy ra dịch chuyển không bức xạ xuống các mức năng lượng cơ bản. Chúng ta sẽ thu được các sự dịch chuyển là từ 5S xuống 4B, từ 5S xuống 3B và từ 4S xuống 4B. Thì theo cái sơ đồ nguyên lý và cách thức hoạt động ấy, thì môi trường hoạt tính của nó là khí hiếm neon. Và cái loại laser này là 4 mức năng lượng nhé, sử dụng 4 mức năng lượng. Khí heli là khí đệm, có 2 mức năng lượng siêu bền, có vai trò là mức laser trên và 2 mức là laser dưới. Do đó có thể phát ra vài bước sóng, có các bước sóng chính, ví dụ là 0,6328 micromet. 1,152 micromet, 1,3913 micromet. Gương của bộ cộng hưởng quang học được thiết kế cho độ phản xạ thấp đối với các loại bước sóng là 3,39 micromet và 1,15 micromet. Do đó photon của các bước sóng này sẽ được loại bỏ. Và khi mà nó đạt ngưỡng phát ấy, thì các photon ở bước sóng 632 nanomet sẽ xuất hiện qua gương phản xạ một phần. Một phần nó ra ngoài tạo thành chùm tia laser heon neon. Các dịch chuyển quang học cho bức xạ laser xảy ra trong nguyên tử neon. Nhắc lại một lần nữa là khí heli chỉ làm vai trò là khí đệm. Và khí đệm thì nó sẽ tiếp nhận kích thích năng lượng cho quá trình phóng điện trong ống laser, truyền năng lượng kích thích cho các nguyên tử neon đang ở trạng thái cơ bản nhờ va chạm không đàn hồi. Và vai trò khí heli thì khí heli nó hấp thụ tốt hơn sóng bơm. Khí heli có mức năng lượng kích thích tương tự như kích thích của neon. Đặc điểm là nó có thể hoạt động ở chế độ liên tục khoảng từ 1 cho đến 100 microwatt, điện áp nuôi nó vào khoảng là 1000V, dòng phóng điện qua không khí là đạt khoảng là 10 mA. Nói thêm một phần nữa là cấu tạo của laser Heon Neon. Cấu tạo của laser Heon Neon gồm 3 bộ phận chính: bộ phận plasma tuber và optical cavity bound supply. Thì trong bộ phận plasma tuber của laser Heon Neon ấy, nó gồm có ống trong này. Ống trong thì đường kính của nó là 20 km, dài là từ 10 đến 100 cm. Ống ngoài thì đường kính của nó là 2,5 cm. Hỗn hợp khí thì tỷ lệ Heon Neon vào trong khoảng từ 5 cho đến 1 đến 20 cho đến 1. Áp suất khí là 0,01 atmosphere. Ứng dụng thì nó được điều trị trong một số chuyên khoa mắt, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt. Cơ sở điều trị bằng laser Heon Neon là màu đỏ, có bước sóng là 632,8 nanomet, độ chói phổ cao. Ở cái bước sóng này ấy, thì laser Heon Neon được gọi là hemoglobin, được hemoglobin, melanin và các chất dẫn xuất hấp thụ mạnh mẽ. Và chính các nơi các chất hấp thụ này sẽ xảy ra phản ứng quang học mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể phá hủy các tổ chức đó. Xong cũng chính các tổ chức đó mà cái độ xuyên sâu của bức xạ laser Heon Neon là nó rất là kém. Ở các tổ chức mô mềm của cơ thể thì độ xuyên sâu của laser Heon Neon là vào khoảng là 2,5 nanomet. Ngược lại, ở cái môi trường không hấp thụ bức xạ thì có thể xuyên qua môi trường một cách dễ dàng tới các mô cơ quan sâu như là mắt. Đấy. Ở phần tiếp theo là laser CO2. Đối với loại laser CO2 này, laser CO2 thì đây là một loại laser ứng dụng rộng rãi, được phổ biến, có công suất lớn nhất hiện nay. Hiệu suất bơm thì khá cao, vào khoảng 20%, phát hồng ngoại thì vào khoảng là 9,4 cho đến 10,6 micromet. Laser CO2 đầu tiên có năng lượng thấp. Laser CO2 là phân tử tạo chuyển dời laser, nhưng có khí phụ có thể trộn thêm được nâng cao hiệu suất. Laser CO2 tiêu chuẩn thì môi trường hoạt tính là có các hỗn hợp khí CO2, N2 và heli. Tỷ lệ tối ưu giữa các thành phần khí phụ thuộc vào laser riêng, có cấu hình kích thích. Nói chung là một laser CO2 liên tục có tỷ lệ khí là 1, 8. Trong đó 1 là CO2, 1 tiếp theo là N2 và 8 là heli. Ba mốt dao động của phân tử CO2 đó là co giãn đối xứng, uốn và co giãn phi đối xứng. Cấu tạo thì nó gồm là 3 chất: N2, CO2 và heli. Nguồn nuôi là nơi cung cấp năng lượng để duy trì môi trường nghịch đảo cư trú. Môi trường hoạt chất nguồn nuôi cùng phối hợp với hoạt động của môi trường cấu trúc đặc biệt, đó là buồng cộng hưởng. Laser CO2 được bơm bằng điện, nghĩa là buồng bơm laser lúc này bị kích thích bởi sự phóng điện. Buồng cộng hưởng, trong buồng cộng hưởng có 2 gương phản xạ ở 2 đầu, và vai trò của nó là nhờ các photon qua lại nhiều lần được khuếch đại nhiều tầng và tạo ra sự ổn định về hướng truyền cùng với cường độ tia. Đấy, nguyên lý hoạt động là các chuyển dời phát laser, chuyển dời từ mức laser trên đấy xuống mức laser dưới và khoảng là 10,6 micromet, chuyển dời từ mức laser trên xuống mức laser dưới là 9,6 micromet. Đảo lộn mật độ xảy ra khi các điện tử do dòng phóng điện khí sinh ra kích thích chuyển động của N2. Các phân tử N2 có mức năng lượng kích thích siêu bền. Sự va chạm năng lượng N2 và CO2 có hiệu suất đủ cao để các phân tử CO2 được bơm lên các mức kích thích dao động, tạo ra sự đảo lộn mật độ giữa các mức laser của CO2. Mỗi mức năng lượng dao động thì nó có nhiều mức quay. Các chuyển dời có thể xảy ra giữa các mức dao động với các mức quay khác nhau. Vì vậy có nhiều vạch laser xung quanh các chuyển dời giữa các mức quay chính. Đặc điểm của laser CO2 là layer CO2, heli đóng vai trò là chất khuếch tán nhiệt. Khí CO2 có cái hệ số tản nhiệt thấp, trong khi đó hệ số tản nhiệt của heli thì nó rất là cao. Trong quá trình làm việc thì khí CO2 luôn ở trạng thái nhiệt độ cao, do đó nếu không nhanh chóng làm nguội khí CO2 thì không thể nào phát xạ được. Đấy. Và nó duy trì quá trình bơm điện, được tạo cái môi trường nghịch đảo mật độ cư trú giữa hai mức năng lượng là E4 và E3. Quá trình phát xạ tự phát sẽ xảy ra quá trình từ là E3 xuống E2 và từ E2 xuống E1. Các đặc điểm của laser CO2 có thể nói là công suất cao này, phổ ra là hồng ngoại này, hiệu suất cao này, có thể đến 30%, dễ hoạt động và khí của nó là không độc hại. Ứng dụng trong y tế. Vì đây là loại laser khí chảy, các thành phần khí được trộn với nhau, được chảy qua bình, cần bơm chân không. Laser khí đóng thì các loại thành phần khí được trộn sẵn với bình, có bơm chân không. Cho nên ứng dụng của nó được ứng dụng rất rộng rãi trong y học, bởi vì một phần nữa là hơi nước trong cái tế bào sinh học hấp thụ tốt bởi bước sóng laser CO2. Đấy, nó có thể được dùng là trong các vết mổ này, trong phẫu thuật này, trong điều trị thần kinh này. Đấy, và vì nó có độ chính xác và cái mức độ xuyên sâu nó là khá cao. Đấy, thì như thế là kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây.